cứng thế không? Thì để theo nguyện vọng của bà ấy, thì bà ấy muốn là giao bốn con chung cho bà ấy trong pháp luật nước, pháp luật thì quy định của ba cháu. Hiện nay bà ấy thứ nhất là trong pháp luật con chung ý kiến của ông thế nào? Ồn ào quanh vụ ly hôn cà phê Trung Nguyên, cả vợ cả chồng đều thưa rồi. Vụ ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên đã được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử. Sau 2 ngày, dường như những mâu thuẫn gay gắt không dịu đi, trái lại nó còn khát khoét sâu nỗi đau của những người trong cuộc. Vậy lối thoát nào cho cuộc hôn nhân ồn ào tốn nhiều giấy mực truyền thông này? Đây là một câu hỏi khó. Nó khó là bởi thời gian 5 năm qua, những mâu thuẫn cứ thực chất vợ chồng cà phê Trung Nguyên không tìm được tiếng nói chung, trái lại còn bất đồng quan điểm. Cả bà Thảo và ông Vũ đều thừa nhận đến với nhau bằng tình yêu, đi cùng nhau từ những ngày gian khổ, và kết quả của tình yêu ấy là 4 đứa con đẹp chào đời cùng một sự nghiệp viên mãn. Vậy sao phải chia tay? Bà Thảo cho rằng cách điều hành không giống ai của ông Vũ đang khiến Trung Nguyên tàn lụi. Vì thế, bà lo lắng, bà không dưới chục lần tìm mọi cách để ông Vũ quay về để hàn gắn, nhưng bà đành bất lực. Trong khi đó, ông Vũ nói bà Thảo không hiểu cách làm của chồng nên khuyên bà Thảo nên rút lui về phía sau, lo chuyện gia đình và chăm sóc các con để ông Vũ làm. Ông sẽ đưa Trung Nguyên lên tầm cao mới, bởi Trung Nguyên sau hàng chục năm hình thành và phát triển không còn tính mới nữa. Ông Vũ ngậm ngùi, có tiền có quyền để làm gì khi vợ chồng phải ra tòa, đó là nỗi cay đắng. Chẳng ai chịu lắng nghe nên tôi ra tòa ly hôn, chỉ trích nhau trước tòa. Ông Vũ cho rằng bà Thảo đã tìm mọi cách đưa ông đến bệnh viện tâm thần. Một người vợ bình thường có lương tri chẳng ai làm vậy, ông Vũ khẳng định. Ông còn tố vợ mình đã bắt giữ các con làm con tin và đã tiêm nhiễm vào đó những đứa trẻ những suy nghĩ không tốt về ba, về những người thân của chúng. Ông Vũ cũng đổ lỗi cho vợ mình rằng bà không biết nghe lời, sai nhưng không chịu nhận, không biết sám hối trước những lỗi lầm. 2 ngày ở tòa, ông Vũ phủ nhận những công lao đóng góp của bà Thảo, rằng trên chặng đường phát triển chẳng có bóng dáng của bà Thảo. Đáp lại những công kích ấy, bà Thảo nhiều lần bật khóc. Bà nói bà có quyền được sống, quyền được đối xử như một con người, rằng ông Vũ không được xúc phạm bà, không được phủ nhận những đóng góp to lớn của bà cho Trung Nguyên. Rồi bà Thảo tố chồng ngoại tình ngay trước khi quyết định rút đơn ly hôn. 10 phút là thời gian mà chủ tọa phiên tòa cho phép hai vợ chồng và cả luật sư đôi bên ngồi lại tìm một giải pháp lợi hơn, dĩ hòa vi quý, để ông Vũ và bà Thảo có thể tha thứ quay lại với nhau. Để rồi sau những vụ thảo luận mang tính quyết định ấy, bà Thảo nhún xuống chấp nhận rút đơn ly hôn tại tòa, với mong muốn cuộc sống vợ chồng có thể trở lại như xưa, các con của bà lại có ba đầy đủ tình thương như gia đình khi gia đình còn hạnh phúc. Tuy nhiên, ông Vũ không nghĩ giống vợ, ông khẳng định rằng cuộc hôn nhân này phải chấm dứt và đề nghị tòa tiếp tục xử vụ ly hôn của vợ chồng ông. Đến lúc này, những nhún nhường của bà Thảo không còn giá trị nữa, vụ xử ly hôn vẫn tiếp tục. Vợ chồng cà phê, vua cà phê Trung Nguyên đã không tìm được tiếng nói chung trong cuộc ly hôn của họ. Nhiều người, rất nhiều người đã tiếc cho họ, thậm chí trong phiên tòa, có người đã khóc. Họ đã hết tình, nay những công kích trước tòa dường như chẳng còn nghĩa gì. Lối thoát nào cho vụ ly hôn nghìn tỷ? Những vấn đề ai sẽ nuôi con, ai sẽ cấp dưỡng bao nhiêu, hay phân chia tài sản thế nào là mấu chốt của cuộc ly hôn ngàn tỷ. Bà Thảo trình bày rằng, thương các con, đề nghị nuôi cả 4 người con, yêu cầu chồng cấp dưỡng cho 4 người con là 20% cổ phần trong số tổng cổ phần mà ông Vũ đang nắm tại tập đoàn Trung Nguyên. Lý do là bà muốn các con được thừa kế sự nghiệp mà cha mẹ chúng mang lại. Nhưng ông Vũ không đồng ý với đề nghị này. Ông Vũ cũng muốn nuôi con và không yêu cầu bà Thảo phải chu cấp. Nhưng ông tôn trọng quyết định của các con, nếu các con muốn ở lại với mẹ, ông sẽ chu cấp cho các con 10 tỷ đồng cho 4 người con mỗi năm.
Dù đã nhún nhường, nhưng những mâu thuẫn đã quét sâu khiến bà Thảo cay đắng đề nghị tòa tiếp tục xử vụ ly hôn liên quan đến vợ chồng bà. Giữa phiên tòa xét xử hôm qua ngày 21 tháng 2, bà Thảo đã chấp nhận mức trợ cấp nuôi con như ông Vũ đã đưa ra là 10 tỷ cho các con mỗi năm. Về 13 bất động sản, bà Thảo đề nghị chỉ giữ lại căn nhà trên đường Từ Sương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, là nơi bà và hai người con khác của bà đang sinh sống, và 12 bất động sản khác bà để lại cho chồng. Về số cổ phần trong 7 công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên và các công ty mà ông bà đang có cổ phần, bà Thảo đề nghị được chia 51%, lý do là với số cổ phần này, ông Vũ không thể dùng quyền lực cá nhân để khống chế, để một lần nữa đẩy bà ra khỏi Trung Nguyên như cách mà ông đã làm tại một số công ty thuộc Trung Nguyên mấy năm qua. Nhưng ông Vũ không đồng ý. Ông Vũ cho biết ông chỉ đồng ý chia cho vợ số tài sản đã có, số cổ phần trong 7 công ty chia theo tỷ lệ 70-30. Ông Vũ 70 còn bà Thảo 30, tất nhiên bà Thảo chẳng thể đồng ý với cách chia này. Thỏa thuận giữa hai bên không đạt được, toàn bộ phải tiến hành các bước theo đúng trình tự thủ tục. Nếu như trước đó bà Thảo đã hạ mình xuống, quyết định rút đơn ly hôn tại tòa, thì nay với những tranh cãi gay gắt giữa bà và chồng, bà nói quyết định ly hôn với ông Vũ là đúng đắn. Mỗi người có một cái lý riêng, chẳng ai chịu nhường ai. Có những người chỉ trích bà Thảo rằng không sống bình thường như những người phụ nữ khác, chăm lo chồng con, quản lý tài sản, sống như bà Hoàng, hoành đua mà làm gì, tranh giành tài sản để vạch áo cho người xem lưng. Thì bà Thảo cũng đã hạ mình xuống rồi đó thôi, đã quyết định ly hôn để vợ chồng quay về với nhau, nhưng ông Vũ không đồng ý. Cũng không ít người chỉ trích ông Vũ, lại để người phụ nữ mình phải cay đắng khi ông Vũ chẳng nhường, thậm chí tranh giành với vợ từng đồng trong việc phân chia tài sản, thế chẳng đáng mặt nam nhân. Nhưng những người chỉ trích đâu có biết ông giành phần về mình như trình bày trước tòa, có tiền có quyền để làm gì khi vợ chồng phải ra tòa là nỗi đắng cay. Cũng chẳng phải ông muốn các con cho các con mỗi người 5% cổ phần mà ông đang có. Ông khẳng định sẽ cho chúng hết vì sự nghiệp mà tôi tạo, sự nghiệp này tôi tạo ra vì chúng nó chứ vì ai. Rằng tôi đâu cần tiền, nhà này đâu có thiếu tiền, 20 năm nay tôi có đụng đến tiền đâu. Tôi chỉ lo sách lược phát triển Trung Nguyên, đến tài sản trong nhà băng tôi cũng không đứng tên để vợ đứng tên cơ mà, ông Vũ khẳng định. Về việc dành phần hơn về tài sản của mình, có lẽ không phải ông do tính toán với vợ, mà ông còn nghĩ xa hơn. Ông muốn nắm Trung Nguyên để đưa thương hiệu này lên tầm cao mới, không chỉ lo cho các con mà còn lo cho cả 5.000 lao động đang làm việc tại Trung Nguyên. Nỗi niềm của ông Vũ hay bà Thảo bộc lộ ra trong 2 ngày trong tòa vừa qua là phần nổi chẳng ai dám khẳng định là thấu hiểu tâm can họ. Nhưng những tranh cãi đề nghị phân chia tài sản chiếm phần lớn thời gian phiên tòa. Nhưng đừng tưởng đó là vấn đề chính yếu trong cuộc ly hôn của vợ chồng Vua Cà Phê. Vấn đề lớn cả là danh dự, là thấu hiểu nhau, là cuộc tái hợp, là hạnh phúc của vợ chồng sau những hành trình gian khó. Hạnh phúc và tương lai của 4 đứa trẻ cần họ hơn bao giờ hết là sự phát triển của Trung Nguyên. Dành hết về phần mình, làm gì khi hàng ngày phải tranh đua để thỏa mãn cái tôi hào thắng, để mỗi ngày như những cái bóng của chính mình, khi chẳng thể sống một cuộc sống hạnh phúc dù tiền bạc chất thành núi. Bước ra tòa ly hôn, cả vợ chồng đều thua cả rồi. Nếu ông Vũ bà Thảo ly hôn, ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa.